Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm vừa đến thăm chúc mừng đồng chí Mai Vi, 101 tuổi đời, 85 năm tuổi Đảng, là một nhân chứng lịch sử và một trong những đảng viên đầu tiên thành lập chi bộ ghép Văn Gia Thuận, chi bộ đầu tiên của khu vực Nam Bắc Ninh, Bắc Hưng Yên và Đông Hà Nội. Cháu giáp danh nên cháu chỉ đạo. Đồng chí Mai Vi, tên khai sinh là Bùi Ngọc Xuyên, sinh năm 1922, quê quán xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, hiện sinh sống tại Hà Nội. Đồng chí tham gia cách mạng và được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 1938, trải qua nhiều cương vị công tác. Đến trước khi về hưu, đồng chí là Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Đặc biệt, đồng chí là tù nhân chính trị duy nhất của nhà tù Sơn La giai đoạn 1941-1945, còn sống và là một trong năm đảng viên thành lập chi bộ ghép Văn Gia Thuận vào ngày 5 tháng 2 năm 1938 ở thôn Tân Nhuế, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm.